Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Gây Giờ Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn dòng máy lọc nước giữ lại khoáng nano và ion canxi của Gây Giờ, để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn vì sao máy lọc nước nano Gây Giờ lại được coi là đứng đầu thế giới về công nghệ giữ lại khoáng nhé. Máy lọc nước nano Gây Giờ tạo ra nguồn nước đạt chuẩn và giữ lại khoáng chất tốt sức khỏe. Và theo các công bố của Gây Giờ Liên bang Nga và Armstrong Hoa Kỳ là hai công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất ra được vật liệu lọc có khả năng loại bỏ hoàn toàn đến 100% các virus, vi khuẩn có hại và gây bệnh trong nước. Gây Giờ sử dụng vật liệu lọc argon với các nano bạc cấu tạo trong vật liệu tạo ra lớp trường tĩnh điện dày đặc nhằm phá hủy lớp màng cứng và tiêu diệt virus, vi khuẩn ngay cả khi chưa tiếp xúc với vật liệu lọc. Quá trình trao đổi ion ở vật liệu argon nhanh hơn ở các vật liệu trao đổi ion thông thường bởi vì không có sự khuếch tán qua các lớp vỏ bảo vệ hạt. Tốc độ trao đổi ion tăng lên khi tốc độ dòng nước tăng lên bởi vì việc bổ sung dung dịch trong các lỗ nhỏ trong quá trình trao đổi ion trở nên hiệu quả hơn. Máy lọc nước Gây Giờ sử dụng công nghệ lọc hấp phụ cho nên là có khả năng loại bỏ hiệu quả dư lượng clo và thuốc bảo vệ thực vật trong nước. Máy lọc nước nano Gây Giờ tích hợp công nghệ trao đổi ion. Theo đó thì các ion kim loại có hại sẽ được đẩy đi và các ion kim loại có lợi sẽ được trao đổi và cho lại vào trong nước. Các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe như là canxi hay magie sẽ được giữ lại trong nước. Hơn nữa thì các ion canxi sẽ được thay đổi thành dạng argonit, thanh mảnh hơn và dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn. Đồng thời thì nhờ tính năng anti-discharge chống xâm lấn ngược thì hệ thống lọc Gây Giờ vừa ngăn không cho virus, vi khuẩn và các chất độc hại xâm nhập vào nước sau lọc mà còn giữ lại được khoáng chất tự nhiên. Dòng máy giữ khoáng nano Gây Giờ có cấu tạo các lõi lọc cho khả năng xử lý nước riêng biệt như lõi lọc Ecota A Bio 5:1, vật liệu lọc tổng hợp Bio 5:1 công nghệ lọc thế hệ mới của Gây Giờ Liên bang Nga được cấp bằng patent, lõi lọc có khả năng loại bỏ các tạp chất hữu cơ, chất hóa học kim loại nặng, khí hóa lỏng như là nitrit hay amoni trong nước, và lõi lọc có khả năng làm mềm nước và xử lý sắt, mangan hiệu quả bằng phương pháp trao đổi ion hấp phụ Ca2+, Mg2+ và Fe2+. Và tiếp theo đó là lõi lọc argon Ecota. Lõi lọc argon Ecota chính là lõi lọc tạo nên sự thành công của máy lọc nước nano Gây Giờ Liên bang Nga. Lõi lọc tích hợp cơ chế lọc 4:1, một đó là lọc cơ học, lọc trao đổi ion hấp phụ diệt khuẩn bằng nguyên tử bạc với kích thước lọc lên đến 0,01 micron, tích hợp vật liệu bạc không bị rửa trôi trong quá trình lọc. Điều này mang lại lợi ích hiệu quả, loại bỏ đến 100% vi khuẩn, virus và các chất hữu cơ, khí hóa lỏng như là arsen hay amoni, nitrit, nitrat có trong nước. Tiếp theo đó là lõi lọc disruptor Ecota. Lõi lọc nước nano Gây Giờ disruptor được nhập khẩu Liên bang Nga. Việc sử dụng công nghệ mới khử hợp chất có mùn và làm giảm clo, virus, vi khuẩn và bào xác hay là sắt, hợp chất kim loại nặng có trong nước. Đây chính là chốt chặn cuối cùng để tiêu diệt vi khuẩn, virus và ngăn chặn việc xâm nhập lại của vi khuẩn, virus tới nguồn nước có thể ăn uống trực tiếp mà không cần đun nấu. Và một số lõi lọc khác bạn có thể tham khảo tại website của Gây Giờ Việt Nam, gayzer.com.vn. Máy lọc nước nano Gây Giờ được đánh giá là dòng máy giữ lại khoáng hàng đầu thế giới nhờ sử dụng vật liệu lọc đặc biệt và công nghệ tích hợp tiên tiến, độc quyền của Gây Giờ. Hiện các dòng máy lọc nước nano Gây Giờ gồm các model như là Gây Giờ Ecota 2, 3, 4, 5. Nếu cần thêm thông tin chi tiết sản phẩm, vui lòng tìm hiểu qua website gayzer.com.vn để được chuyên viên Gây Giờ Việt Nam hỗ trợ ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.